Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu món lẩu hoa mực. Và để nấu cái món này thì mình chuẩn bị đây là 3 con mực ống. Và 3 con mực ống này nặng 250g. Và dầu sống thì mình dùng 100g. Và 100g cá thác lát. Và đường thì mình sẽ dùng 4 muỗng cà phê. Và 1 ít tiêu, 1 ít bột ngọt, 1 ít hạt nêm. Và đây là gói gia vị nêm sẵn lẩu Thái. Một gói như vậy là 55g. Và mình sẽ sử dụng hết một gói luôn. Đây là các loại rau mình sẽ ăn chung với lẩu đấy các bạn. Thì các bạn thích ăn loại rau nào thì mình dùng loại rau đó. Ở đây mình có dùng bạc hà nè. Và đây là đậu bắp. Rồi rau nhút, rau muống nữa. Mọi thứ mình sẽ dùng một ít. Và đây là khóm. Khóm thì mình dùng 150g. Và 3 trái cà chua, 2 củ hành tím và 5 tép tỏi, 1 trái ớt, 3 cây sả, 2 cọng hành lá. Và đây là các loại rau mà mình dùng để nêm lẩu đó các bạn, như là vài cọng quế nè và rau ôm, rồi ngò gai nữa. Mọi thứ mình dùng một ít. Một nguyên liệu không thể thiếu khi mà mình ăn lẩu nha các bạn, đó chính là bún. Đây mình dùng nửa kg bún. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Tiên thì mình sẽ cho cá thác lát và giò sống vô chung. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên. Các bạn có thể dùng cái chài đâm tiêu để mình quết nhé. Các bạn quết lâu thì cái phần chả của mình á, cái phần chả cá nó sẽ dai hơn. Rồi mình sẽ cho vô tiêu, hạt nêm và bột ngọt. Mình sẽ cho vô hành lá cắt nhuyễn nhé. Và trộn đều lên. Trộn đều lên rồi mình sẽ ướp khoảng 15 phút. Mực này mình đã mần và rửa sạch sẵn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt khúc như thế này nha các bạn. Và mình cắt cái độ dài khoảng chừng 5cm. Một con mực thì mình sẽ cắt ra làm 3 khúc nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tỉa mực nha các bạn. Các bạn dùng cái kéo để mình cắt như thế này. Cắt cái độ sâu khoảng 1cm là được rồi. Mình cắt, mình chừa khoảng cách nhé. Mình cắt khoảng chừng 0,5cm. Một bên đây thì các bạn, mình không cắt bên đây nha. Còn bạn nào thích cắt bên đây luôn cũng được. Nhưng mà các bạn phải cắt cái miếng mực của mình nó hơi dài một xíu. Đây mình cắt như vậy nha các bạn. Rồi ở đây mình bắt lên bếp một nồi nước thì nha các bạn, để mình cho mực vô mình trụng sơ qua. Các bạn dũa nhẹ như thế này nè. Đó, nó xè ra như cánh hoa vậy đó. Rồi mình gấp ra liền nha, chứ mình không có để lâu. Mình để lâu trong nước sôi quá thì mực của mình nó bị teo lại á. Các bạn để vô như thế này. Để cái phần mình cắt xuống trước nhé. Rồi tới lượt thì các bạn nhúng cái phần mực mà mình đã cắt vô cho đến khi nào hết mực thì thôi. Các bạn để ra ngoài rổ cho ráo nước nhé. Rồi đây mình có chuẩn bị một ít bột năng này các bạn. Rồi mình sẽ cho bột năng vô trong giữa thịt của con mực. Để khi mà mình dồn thịt vô thì nó sẽ không có bị rớt ra mà nó sẽ dính lại. Tương tự thì các bạn làm cho đến khi nào hết mực thì thôi nhé. Chỉ cần thoa một lớp mỏng ở bên trong là được rồi. Rồi sau đó mình sẽ dồn cái phần nhân này vô. Bột năng sẽ làm cho mực và phần thịt này dính lại với nhau. Rồi như vậy là xong rồi đấy các bạn. Nếu mà các bạn muốn đẹp hơn, các bạn có thể cắt một lát ớt mình để vô ngay giữa nhé. Nhìn nó giống cái dị hoa hơn. Để chút nữa mình cắt rồi mình để vô luôn. Mực mình đã nhồi vô xong rồi đấy các bạn. Mình để một lát ớt ở giữa nè các bạn, nhìn giống như là cái nhụy hoa luôn á. Phần sả thì mình sẽ đập dập, sau đó mình sẽ cắt ra thành 3 khúc. Cà chua thì mình sẽ cắt ra làm 4 nhé. Rồi mình bỏ phần cùi với phần hạt đi. Rồi khóm thì mình sẽ sắc lát nhé. Tỏi và hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn. Rồi ớt thì mình sẽ sắc lát. Mình sắc khoảng nửa trái là được rồi nha các bạn. Còn bạn nào ăn cay hơn các bạn có thể sắc nhiều hơn cũng được. Rồi phần rau thơm thì mình sẽ sắc khúc vừa. Rồi mình cho trong chảo một ít dầu ăn. Tiếp theo là mình sẽ cho tỏi và hành tím băm vô. Rồi mình phi cho thật là vàng thơm. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho sả cắt khúc vô. Rồi mình xào cho sả thơm lên, sau đó mình sẽ cho khóm và cà chua vô. Sau đó mình xào đều lên. Mình xào khoảng 3 phút nhé. Và mình sẽ cho vô 4 muỗng cà phê đường. Và xào đều lên. Và mình xào cho đến khi nào đường tan ra hết là được. Và mình bắt lên bếp khoảng 1,5 lít nước. Sau đó mình sẽ cho khóm và cà chua mà mình đã xào vô. Và tiếp theo là mình sẽ cho gói gia vị nêm sẵn vô. Đều lên. Nấu cho các phần nước này sôi lên. Sau đó mình sẽ nêm lại rồi mình cho mực vô. Và nồi nước lẩu của mình đã sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho mực vô. Phần thịt còn dư các bạn thì mình vò thành những cái viên như thế này. Rồi nồi lẩu của mình đã bắt đầu sôi lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho rau vô. Bây giờ mình sẽ cho rau thơm với lại ớt vô luôn nhé. Rồi bún mình đã gấp ra ngoài chén này nè các bạn. Và mình sẽ ăn với lại nước mắm mặn cắt vô vài lát ớt nữa. Rồi bây giờ mình chỉ việc đợi cho rau bạc hà này các bạn nó chín nhé. Wow. Nhìn hấp dẫn quá. Đây các bạn nhìn nè. Mực này các bạn. Lúc mà nước đang sôi các bạn cho vô, sôi lên khoảng 5 phút là mình có thể ăn được rồi. Wow, rất là ngon luôn á. Các bạn lúc mà các bạn nhồi cái phần thịt vô á thì các bạn nên nhồi vừa thôi nha, đừng có nhồi cho nó chặt quá. Tại vì mình nhồi hơi chặt nè, khi mà mình bỏ vô á các bạn thì nó nở ra, con mực á các bạn nó teo lại á. Thì cái phần thịt của mình nó bị lộ ra một chút xíu nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái miếng hoa mực này nha. Chấm vô một miếng nước mắm nè. Quá. Rất là nóng luôn á các bạn. Và cái phần nhân thịt trong đây nè, mình ăn nó rất là dai. Mực ở ngoài thì mình ăn cũng hơi dai và giòn nữa. Và các bạn nhìn nóng bốc khói luôn nha. Nước lẩu sôi quá rồi. Bây giờ mình sẽ chan nước vô. Thơm quá. Gắp rau để ăn các bạn. Ăn sơ muống nè. Các bạn thích ăn các loại rau, ăn lẩu nào thì các bạn dùng loại rau đó nha. Và lúc ăn lẩu thì các bạn nên để lửa nhỏ thôi nha, đừng để lửa lớn quá. Tại vì lửa lớn quá rau của mình nó bị rụt á. Gắp mực lên ăn các bạn ơi. Mình ăn với cái rau mực nè. Chấm vô với nước mắm mặn cay cay nữa. Đặc biệt là cái phần nước lẩu này các bạn rất là đậm đà luôn. Mình mua cái gia vị nêm sẵn đó các bạn. Thì người ta đã nêm sẵn trong đó có tất cả các gia vị rồi. Mình chỉ cần nêm lại một chút xíu nữa là được rồi. Trời, cái miếng mực này nó bị tuột cái phần nhân ở trong ra luôn rồi. Nhưng mà không sao, mình có thể ăn mực riêng rồi ăn cái phần nhân riêng luôn. Wow. Cái phần thịt này nè các bạn, mình ăn nó dai dai nè. Và rất là thơm nữa, vị cũng rất là vừa ăn. Mình tranh thủ mình ăn rau á, lúc mà nó còn giòn thế này nè, chứ các bạn đừng để cho nó rụt quá nhé. Rụt quá ăn mất cái đậu giòn á. Rồi mình sẽ ăn tiếp đậu bắp đây. Đậu bắp mình cho vô trong lẩu này cũng ngon lắm á nha các bạn. Còn bạn nào mà không thích ăn thì các bạn khỏi bỏ vô. Các bạn nhìn mực của mình nó xòe ra, nhìn như có cánh hoa vậy nè. Giống như hoa mặt trời vậy. Và các bạn ơi, video làm món lẩu hoa mực của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nha, và ăn ngon miệng nữa. Và nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Trời, mình phải ăn tiếp cho hết cái chén bún của mình mới được.